anh chàng thôn quê lên phố rất là ngây thơ. Em xinh đẹp như hoa, dân phố khó gần ghê ta. Tôi anh chàng nhà quê lên phố rất là nai tơ, nên đem lòng yêu em vẫn không nói được lời tình. Cho em yêu dòng sông, cho em yêu lũy tre làng xanh thắm. Ơ à ơi, anh hát anh hò, cho em yêu mẹ cha già, cho em yêu người dân quê, cho em yêu mến anh rồi theo anh về. Tối ngày hôm qua nó nói là hôm nay anh phải đi đến Sài Gòn. Thôi đừng có đi Sài Gòn nữa. Anh phải lên Sài Gòn để anh đổi đời. Chứ ở đây suốt ngày cắm mặt vô mấy cái đồng ruộng này, rồi bao giờ mới cất cái đầu lên được. Nhưng mà em thấy anh ở đây á, là anh còn nguyên cái một vườn ổi nữa, rồi một năm anh thu hoạch cũng nhiều nữa. Thì đi Sài Gòn đổi đời làm gì, anh ở lại ở đây với em đi. Trời ơi em có biết gì hết, nhà quê quá đi. Anh chơi Facebook, rồi mấy người ở trên Facebook á nói anh á, nếu mà với cái tướng này, với cái gương mặt này mà lên Sài Gòn, bảo đảm anh sẽ trở thành hiện tượng. Anh Út à. Sao anh không chịu nghe lời em vậy anh Út? Em đã nói rồi, mặc dù em hàng xóm thôi, mà ngày nào em cũng qua em chăm sóc anh, em dặn anh rất là kỹ. Việc qua là lo cái giường ổi, còn mà mọi việc trong nhà làm việc nặng như là khuân giác rồi, chặt chẽ củi rồi, điện hư hay là máy bơm hư phải kêu em qua làm chứ. Ai kêu anh lanh chanh anh làm chi giờ, điện giật quéo đầu anh luôn vậy. Trời đất ơi, Y Út ơi. Em trời ơi, em khờ quá. Trước khi lên Sài Gòn, anh phải tinh trang con người của anh. Uống tóc, nhuộm tóc. Thấy bộ đồ không? Hợp không? Là anh đi nhuộm tóc hả? Ừ. Ai xúi anh vợ? Có ai đâu mà xúi. Trời ơi, mấy người trên Facebook nói vậy, vậy. Anh mà lên là người ta sẽ kêu anh là chụp hình làm mẫu luôn đó. Anh chơi Facebook nữa hả? Anh chơi cái đó anh phải cẩn thận, anh bị gạt, anh bị lừa đó anh biết không? Ai lừa? Trời ơi, em cũng có chơi nè, em cũng có chụp hình em nè, đó em chụp hình em đăng lên Facebook nè. Xong á, mấy người trên Facebook nói em nhìn em giống cái con gì á, thao nam nam thư thư gì đó. Mà hả? Mà Phan. Con nam thư là cái con khùng khùng trong tivi đúng không? Em khùng hơn nó 8 lần luôn. Mà hả? Mà xong cái em chụp hình á, xong em chat với nó, xong cái nó kêu em gửi hình cho nó. Ờ, cho em gửi hình. Đó, xong khi nó gửi hình lại cho em, xong nó kêu gửi hình tiếp đi, em gửi liền. Xong gửi qua gửi lại, hồi cái nó nói gửi hình khác đi, mấy hình nó cười nhăn nhăn thấy ghê quá. Em hỏi hình khác là hình gì, nó nói là hình nuye. Nuye. Hình nuye nè, hình nuye. Đó, thấy chưa, em cũng suy nghĩ như anh, nhưng mà sao hồi nãy ra biết liền, nuye liền, em qua ngay cái chuồng dê nhà anh đó. Em kỹ lắm nha, em dạch nuôi con dê đang chụp cái cạch gửi cho nó, nuye. Phải công nhận. Nhìn em quê quê phải công nhận em thông minh. Quá thông minh luôn. Trời ơi. Du dê là du dê. Ừ. Sao anh biết trả lời sao không? Sao? Mày khùng hả? Ủa là không phải, nó nói du dê không phải là cái hình con nướng con dê mà là hình. Hình gì? À. Hiểu luôn. Em khờ. Em chạy ra phía sau nhà. Hốt một nắm. Nắm gì? Dòi. Chụp hình gửi cho nó. Ủa liên quan gì tới con dòi? Thì em mới làm hình dòi đó. Trời ơi, hình nuôi dê là lã lộ không có mặc đồ. Trời đất ơi, em xấu như vậy trong khi anh đẹp như vậy, mà sao không có ai nói anh chụp hình là lõa lồ được gửi trên Facebook? Anh ơi, bất chấp vậy luôn hả anh Út? Trời đất ơi, anh muốn người ta lừa anh lắm mà giờ không ai lừa được anh đâu. Không, em bị lừa thì anh khờ lắm. Thôi nói gì nói, anh đi đây. Anh ơi, đừng có đi. Thôi ở nhà đi, ở nhà coi cái giường ửa giùm tôi, nghe chưa? Anh con ơi, đi đây. Nhưng mà ở anh, nhà. Anh Út, anh Út, coi chừng bị người ta lừa đó. Vậy là bỏ tôi đi thiệt rồi. Thank you.
đâu đến, nào ai biết được, hình như cô em từ xa mới đến đây. Mùi hương trinh nữ nhẹ trong gió chiều, quyện vào không gian ngất ngây bao chàng trai. Em là ngoan hiền, nụ cười ngây thơ vang trong gió đêm. Làn da em trắng, bờ môi em hồng, và đôi mắt em sáng long lanh như vì sao. Em là ai sao đi qua khu phố này, làm bâng khuâng con tim ta em biết không. Em là ai sao lang thang qua chốn này, làm xôn xao cả thành phố em đi qua. Tiểu thư con gái nhà ai trông thật xinh như nụ hoa, hoa không tàn hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà ai sao mà tươi sao mà vui sao mà ngoan sao mà hiền. Tiểu thư con gái nhà ai trông thật xinh như nụ hoa, hoa không tàn hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà ai. Khi thấy em là anh đã biết cuộc đời này anh thuộc về em, đây thân xác này linh hồn anh cho em hết không cần gì đâu. Khi thấy em là anh đã biết cuộc đời này anh thuộc về em, đây thân xác này linh hồn anh cho em hết không cần gì đâu. Ồ, tiểu như con gái nhà ai. Ủa anh đi đâu mà không có dám ra ngoài đường vậy? Anh nè, em chỉ anh nè, khi lên tới đây á là anh qua đường á, anh cứ việc đi, còn cái việc né là việc của xe. Anh hiểu không? Anh không cần nhìn phải né xe. Anh đúng sợ không? Lắm. Sợ gì? Sợ xe nó cán nòi vẹo. Anh nghĩ sao vậy anh? Trời đất ơi, nhìn cái mặt anh như vậy mà ai dám cán? Xấu xúc phạm người nhìn luôn, có hiểu không? Mặt quê quê. Quê mà dễ thương. Thì người ta mới quê, người ta mới lên mà. Dạ. Nhưng mà em là ai vậy? Em hả? Sao em cao quá vậy? Xin tự giới thiệu với anh, em là hot girl Sài Thành, tên là Ái Ái. Dạ. Hot girl Ái Ái. Dạ. Ôi sao mà em cao giống mấy cây tre miễu ở dưới quê anh quá. Anh kỳ, anh nói vậy em buồn không biết không? Tại vì á, gen của ba má em tốt. Ba má em đẻ em ra em đẹp em cao vậy nè. Dạ. Ai như anh nhìn quê thì còn chết, còn lùng nữa. Hot girl cao giống như khỉ vậy đó, trời ơi. Có một phần người mà chín phần người ơi. Anh nói gì vậy? Không có, em đẹp. Đúng rồi, chứ ai như anh. Anh vừa lùng, anh vừa còn vừa quê nữa. Sao em không thấy ông bà ta nói hả? Nói gì? Mập đẹp. Cao sang, lùng quý phái. Thì đúng rồi, ông bà người ta nói như vậy. Nhưng mà ông bà ngày xưa đó là những cái thước tất của con người đó. Ông bà đâu có nhìn được hết đâu. Riêng anh là lùng lũng lùng lung. Hiểu không? Lùng xúc phạm người nhìn luôn đó. Không có được. Thôi em ơi, em đừng có chê anh lùng. Nhìn lùng lùng như vậy thôi mà phù tùng nó đầy đủ. Thấy không? Bề ngoài nhìn đơn sơ thôi, nhưng bên trong tao nói phù tùng nó tuyệt vời làm sao. Thiệt không? Không tin. Không tin hả? Thôi, anh đừng có nhảy nữa. Anh nhảy rồi rước phụ tùng tùm lum tùm la ra đây, ai lượm giùm anh? Không có phải. Ê, bị gì vậy? Bớ người ta bị giật kinh phong. Không phải. Điện thoại. Trời đất ơi, điện thoại. Đợi anh một chút xíu nha. Alo, Mận hả? Rồi, anh lên Sài Gòn rồi. Tới rồi. Không có sao, không có ai gạt anh hết á. Trời ơi, muốn gạt đâu có dễ gạt được anh. Em đừng có lo, anh đang bệnh công chuyện. Đang bàn công chuyện xíu rồi, rồi anh gọi lần lại nha. Anh Tâm. Dạ. Sao anh? Hay sao? Anh làm gì đó anh? Nữa, điện thoại cái nó kêu nữa nè. Anh có phải tắt cái chế độ rung không? Rung em làm em rung quá. Alo. Biết rồi, đang mùa Noel. Trên này người ta đang giảm giá nhiều lắm. Mấy cái bầu đầm ha,
có 5 triệu đồng thôi. Hồi trước là 20 triệu, bây giờ còn 5 triệu, anh mua cho em 10 bộ, em mặc về, em đi cấy lúa. Được rồi, an tâm đi. Chút xíu là anh mua rồi, anh sẽ chụp hình gửi cho em, ha. Dạ, anh lên thành phố là chính xác đó. Tại vì đúng cái mùa Noel nè, bây giờ người ta giảm giá nhiều dữ lắm. Mà trời ơi, làm cái gì mà 5 triệu một bộ đồ mà mua 10 bộ. Trời ơi, chảnh chó dữ vậy mà xài điện thoại xịn đó là xịn. Trái táo bị cắn. Một phần tư nè, 1/4 giường ổi của tôi đó. 20 mấy chai đó. Mới có 1/4 giường ổi thôi. Ừ, 3 phần nữa. Ừ, ai chảnh thì chảnh nha. Nhưng mà chảnh hơn tôi là không có được à. Anh trai, anh có thể vời cái gót ngọc vào trong cái quán em mời uống miếng nước rồi đi vô đây ăn. Ê, khoan. Ôi, cô em xin lỗi cô em. Dạ. Thấy sang rồi bác Hoàng làm họ hả cô em? Không. Ở đây không có ngô. Rủ người ta vô uống nước, rồi bỏ thuốc mê vô nước, rồi cho người ta ngủ rồi ăn cắp hết rồi đồ người ta là sao? Cái thằng quỷ này nhìn khờ khờ vậy chứ. Giống như bạn nó dưới quê dạy hết hàng sao đó. Ok, xé bài này, làm bài khác. Anh trai. Nhìn em vậy sao mà dụ dỗ anh được. Em mời anh uống nước thiệt. Anh vô đây, mời anh uống nước nha. Thiệt, vô đây với em. Vô đây nè. Mình vô, mình sẽ mở nước ra, rồi mình uống chứ mình không có đổ vô ly. Đúng rồi. Bài, cho em 2 ly trà chanh chim vô chị bài. Thôi, phải chị ơi, dạ, em uống nước chứ em. Trời ơi, em ơi, anh không có chém. Anh không có chém ai không, anh đi quê mới lên. Cái này là cái thuật ngữ trà chanh chém gió là trà chanh mình nói chuyện tám á, gọi là tám chuyện với nhau, anh hiểu không? Dạ, đang khoan từ từ. Anh đừng, anh đừng ngồi ghế thấp. Cái cỡ của anh là phải ngồi trên cái bàn luôn, hiểu không? Này, cái bàn này. Chị! Trời ơi. Anh từ từ, nước ngon lắm anh à. Cảm ơn chị. Dạ. Anh, em muốn thử cho anh coi nè. Không gì hết trơn á, anh giỡn. Nè, bây giờ cái ly này của em. Em mới uống rồi đó. Nếu mà có thuốc mê nó giảm ngất xỉu rồi, anh hiểu không? Anh uống đi, anh uống đi. Thôi khỏi uống nó đi, em nói nghe nè. Anh nói lại nó nghe này nè. Để nó nhỏ vậy này nè. Trời ơi. Không, cái vali để ngoài đường người ta giật. Anh để sau lưng đây nè, người ta không có giật được, anh hiểu không? Rồi, anh để được rồi. À, với lại nói nghe nè. Lại nói nghe nè. Lại đây mà. Lại đây. Biết sao không? Em nghĩ đó là bây giờ á, em muốn làm bạn thân của anh. Cho nên chúng ta phải ngồi gần rồi mình càng nhẹ nhẹ nó mới thân, anh hiểu không? Không được, mình mới quen mà em. Được, anh hiểu không? Nó không có được. Trời ơi, bớt cho ta. Trời ơi. Quá ngày mà mày dám ăn hiếp con gái nhà lành. Không có, em ơi, tôi thấy mặt ông đó vậy. Không có mấy anh ơi, mấy anh nhìn lầm rồi. Con. Em ơi, anh ơi. Cướp sát em anh ơi. Trời ơi, ngày ban mặt. Cô đẹp người mà sao mà cũng. Em có nghe anh ơi, em nói anh nghe được coi anh ơi. Trời ơi trời, em là nhà con gái nhà đàng hoàng, anh hiểu không? Em bận đồ kinh cổng cao tường vậy lắm. Không biết anh đẹp xuống sao mà giờ cáo mất tiêu, giờ còn cáo ống không anh ơi. Bớt người ta. Nín. Hai đứa đi qua sau lưng chị. Chị nói cho em nghe chưa? Đi lên đất Sài Gòn này em phải thông minh một chút xíu. Trời ơi, nó mà ngu ngốc như vậy. Tôi bay. Đi. À quên. Giữ lên. Nắm đầu lại. Lẹ lên. Chút xíu nè em quên. Còn 1/4 cái giường ở nó đâu rồi. Dạ em. Thôi đừng lại, để em bình tĩnh, không có gì hết trơn á. Cái này là cái nghề của em. Bớ người ta. Mày tao giả không? Mày tao giả. Mày bớ cái gì? Hả? Nín nghe chưa? Bỏ mày. Thì nè, cho hai đứa về đi chơi. Ăn cướp. Cái ba ly nhà quê mà. Bơ người ta ăn cướp.
vợ người ta ăn cướp. Mận, ủa, tiếng của Mận, Mận ơi, Mận, Mận, em cũng lên Sài Gòn rồi. Sao mà ra nông nổi như vậy á, anh Út? Anh bị... Đồ đạc anh đâu hết rồi? Anh bị người ta gạt rồi. Anh không có nghe lời em. Người ta có làm gì anh không? Người ta có đánh anh không? Người ta có đánh anh không? Không có sao. Anh chỉ bị mất đồ thôi. Không sao, mất đồ rồi mình về mình làm lại được. Mình làm lại được. Bây giờ anh về với em. Về với cái giường ổi của anh nghe. Cho em yêu ruộng đồng, cho em yêu dòng sông, cho em yêu lũy tre làng xanh thắm, cho em yêu mến anh rồi theo anh về. Dạ hay ạ. Bao nhiêu năm bôn ba khắp mọi miền, bây giờ tuổi già rồi ông vui vì thú vui thơ văn như thế này. Cả con nghe tiếp nghe. Rượu say nằm dưới gốc mai, mặc cơm mặc áo trần ai mặc. Mặt cơm mặt áo chứa ai mặt đồ. Đi theo ta bao năm rồi, hai đứa bao lâu rồi theo ta? Dạ bao mong dạ, 10 năm rồi ông ạ. À. 10 năm, 10 năm mà không học hỏi ở ta một cái điều chi cả, không như trung trực mới theo ta hơn có 1 năm thôi. Mà học bởi ta biết bao nhiêu là điều hay lẽ phải. Nhắc từ trung trực, sáng giờ không thấy trung trực ở đâu? Hai đứa có thấy trung trực ở đâu không? Dạ có. Con thấy trung trực á, sáng giờ mặt nó buồn hiu à. Không biết chuyện gì á. Nó buồn à? Buồn dạ. Chuyện gì được con? Con là con chả biết gì. Con chỉ biết cuộc đời con là cứ mãi cười thế này. Hai đứa con suốt ngày cứ lo ăn lo chơi lo cười, đi tìm trung trực cho ta. Vâng ạ. Ê, bao trung trực, quên gọi kia. Dạ, dạ con là trung trực, dạ bẩm ông gọi con. Giỏi lắm, ta cho con đứng dậy dạ, trung trực. Dạ, đổi ơn ông. Trung trực này. Dạ. Ông nghe gia nhân nó bảo, suốt ngày hôm nay, ngươi có chuyện gì buồn phiền phải không? Dạ bẩm quan, con đâu có chuyện gì buồn đâu ạ. À. Con đừng có giấu ông. Ông nghe nói con có một người anh giàu nhất nhì cái làng này có phải không? Dạ đúng, anh con là người giao nực độ đồ dạch. Anh con dạ bẩm ông, dạ con bị nhiễu chứ con không cố tình nhại tiếng của ông đâu, con xin lỗi ông ạ. À. Sao không sao? Con yêu quý dòng Huế của ông thì con cứ nói, mai một ông còn dày cho con nói tiền Huế nữa chịu không? Dạ con chịu, con đổi ơn ông ạ. Anh của con là người giàu nhất nhì cái làng này, về của cải cha mẹ để lại biết bao nhiêu mà anh của con chấp nhận cho con làm gia nhân của ông.
Dạ, dạ bẩm ông, con nghĩ làm gia nhân cũng đâu có sao đâu ông. Miễn sao anh con được vui vẻ, được hạnh phúc là con vui rồi. Con nghĩ quyền huynh thế phụ, anh con có quyền thừa hưởng tài sản của cha mẹ để lại chứ. Chỉ lý trung trực. Dạ. Ông rất là quý con, quyền huynh thế phụ rất là tốt. Một người đức độ như thế này, con có điều gì muốn xin ông không? Ông sẵn sàng giúp cho. Dạ bẩm ông, dạ con có điều này muốn thỉnh cầu với ông, nhưng mà con sợ ông rầy con quá à. Không có sao, con cứ nói, ta coi con như là con cháu ở trong nhà mà. Dạ bẩm ông, vậy thì con xin phép được nói, con muốn xin phép ông cho con được lên kinh ứng thí. Trời ơi, đi đâu mà lên kinh ứng thí à? Trời ơi, cái sợ ứng thí. Hai cái đứa này để trung trực nói chứ chỉ là nhoi lên. Dạ, con rất là muốn lên kinh ứng thí, nhưng mà hoàn cảnh con nghèo quá, con sợ người ta không có chấp nhận cho con thi thôi. Đúng rồi, nghèo thì ở nhà đúng không Quang, đúng không? Nghèo đúng ở nhà đi, ở nhà cũng có đói đâu sợ. Nên giờ ông đang nói chuyện về trung trực, hai đứa không thể ăn hớt nói leo như rửa. Ông không mà đồng ý ông dần đó. Thấy chưa? Trung trực nè. Dạ. Chỉ sợ con không có tài thôi, chứ nếu như con là người có tài có đức thì triều đình sẽ trọng dụng. Dạ bẩm ông, từ bấy lâu nay con lén ông, con dùi mài kinh sử, con mong một ngày để con lên kinh ứng thí à. Dùi mài kinh sử à? Dạ. Vậy thì ông sẽ thử tài của con, để coi mấy lâu nay con dùi mài kinh sử như thế nào. Trung trực lại đây. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đổi thơ vui vui một chút xíu. Dạ. Nghe đây, nhỏ không học, lớn cũng biết đọc. Nhỏ không học, lớn cũng biết đọc. Nhỏ không cua gái, lớn cũng bị gái cua. Hay. Trung trực hay lắm. Dạ. Tiếp, nhà ta giàu, ta ăn nho mì. Nhà ta giàu, ta ăn nho mì. Nhà con nghèo, phải qua Mỹ ăn nho. Hai đứa phải học hỏi trung trực nghe chưa? Dạ. Ông đổi tiếp nghe chưa? Dạ, mời ông ạ. Học đi cho có tương lai, học đi để có cái nhai trong mồm. Học để không phải đi chôm, học để mà có vợ ôm sau này. Hay. Trung trực. Dạ bẩm ông. Con giỏi lắm, đùa như thế là đủ rồi. Dạ. Bây giờ con hãy đổi thơ với ông một cách đàng hoàng tử tế để chuẩn bị lái kinh ứng thí. Dạ. Con thấy đằng xa cái gì không? Dạ bẩm ông, cái chuồng ngựa. Đúng rồi. Dạ. Và bên trong chuồng ngựa có gì? Dạ có cỏ. Đúng. Và con gì ăn cỏ? Dạ con bò. Dạ bẩm ông, con đùa với ông cho vui thôi. Thật ra trong chuồng ngựa thì phải có con ngựa chứ. Con thấy con ngựa của ông rồi, con bạch mã kìa đúng không ông? Đúng rồi, con bạch mã. Vậy thì con hãy làm bài thơ Vinh có bạch mã của ông. Dạ. Bạch mã mau như tuyết, tứ túc cương như thiết. Tướng công kỵ bạch mã, bạch mã tẩu như phi. Ngựa trắng lông như tuyết, bốn chân cứng như sắt. Tướng công cưỡi ngựa trắng, ngựa trắng chạy như bay. Trung trực nè, con là một người vừa có tài vừa có đức. Ông sẽ cho một ít ngân lượng để làm lộ phí đường xa. Ông chúc con mã đạo thành công, bạn hộ danh đê. Dạ, đổi ơn ông. Đổi ơn ông. Đổi ơn ông. Rồi để trống vậy nè ha, cha mẹ tôi để lại thì vậy thôi, để cho em út tôi nó ở đi, dành một năm mấy nay để trống quê vậy nè. Yên tâm đi, ta đang lên kế hoạch làm gì đó du lịch rồi. Du lịch gì? Du lịch sinh thái. Trời đất ơi, chỉ ho cò gái ai mà tới đây mà đòi du lịch. Trời. Bà đó bà tham cũng vừa đó, mệt mỏi ghê. Tôi nghiệp em tôi bắt nó ra cái chòi dịch. Có ai anh em mà bà ác quá à.
Trời sao giống ma vậy, mới nhắc tới liền vậy. Dạ thưa anh chị hai, em mới về. Em bé mày ở trời dành tại sao mày không ở trên đó? Tính về đây dành đất dành đai với vợ chồng tao nữa mày. Dạ dạ thưa anh chị không có đâu anh qua chị đây, ơi. Qua đây. Dạ không có anh ơi, anh đừng hiểu lầm em. Em không có về đây mà dành đất dành đai với anh chị đâu. Anh biết rồi, anh biết dạ, rồi. Dạ tại vì vài hôm nữa là đám giỗ mẹ rồi. Ừ. Em muốn về đây thắp nhang cho mẹ trước khi em đi xa. Mày đi đâu mày? Dạ em được. Mày làm gì mày đang quay vậy? Bỏ cái đôi guốc này ra liền nha. Đi mà rối cái lỗ tai tôi à. Bỏ thì bỏ chứ mày làm gì tới ghê vậy? Mày nói chồng tao bỏ rồi mày bỏ luôn rồi mày. Đi nghe cạch đinh tai quá à. Em dạ em khỏe không? Dạ em khỏe. Em sắp tới á, em định là lên kinh ứng thí đó. Ứng thí là gì? Em đi thi đó anh. Đi thi hả? Dạ hôm nay á. Thôi em về nói... đây em ê về về xin tiền hả? Anh không có tiền đâu. Dạ không bả giữ hết trơn à. Dạ em không còn tiền đâu. Em về đây thắp nhang cho mẹ, tại vài hôm nữa là đám giỗ của mẹ rồi. Em cầu xin mẹ để cho em thi đậu rồi anh chị được mạnh khỏe nữa. Anh biết không, cứ mỗi lần ăn cơm á là em nhớ tới mẹ, bởi vì chỉ có mẹ mới thương hai anh em mình thôi. Cơm người khó lắm ai ơi, đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Dẫu cho cha mẹ khó khăn vẫn lo con đủ gối chăn cơm lành. Mẹ ơi mẹ ơi, nát mà mày khóc lên sao? Trời ơi cái thằng này nó ca nhạc là mình phải thưởng thức, mình vỗ tay. Mắt mới gì mày khóc vậy hả? Nhớ mẹ. Anh nói mày đó nghe chưa? Anh ơi, vài bữa nữa em lại kinh ứng thí rồi. Anh ở nhà đám giỗ mẹ giùm em nha. Anh biết rồi. Anh nhớ lo cho mẹ giùm em nha anh hai. Biết rồi, mà tiền đâu mà em đi thi hả? Anh hai đừng có lo, có Quang cho em tiền rồi. Quang cho em tiền hả? Dạ Quang cho em tiền rồi. Quang coi em như con vậy đó. Năm mấy nay á em là coi như là vùi mài kinh sử, học cố gắng hết sức của mình nên Quang cho em tiền lai kinh ứng thí. Cho nhiêu vậy? Quang á đầu tiên á Quang cho em á 100 lượng vàng. Trời ơi, 5 mẫu đất và một ngôi nhà thật là khang trang. Hay quá, hay quá. Nhưng mà em không có nhận. Mày nói sao mày? Tao nói cho bao nhiêu đó mà mày không nhận làm sao? Thôi. Ngu quá à. Ai đã bỏ không mà cho mình nhiều vậy? Cho là phải hốt liền cho tự nhiên sao không lấy vậy trời? Sao thằng này nó ngu? Lấy 4 cái đôi guốc này nhập một anh đập một cái cho nó bể đầu. Ngu quá trời ngu. Ngu quá vậy? Không lấy rồi sao? Mà dù Quang cho tiền em không lấy, nhưng mà Quang có cho em ít đồng bạc lẻ để em lai kinh ứng thí. Trời trời, hốt của đi. Mày đặt đi thi làm gì? Lỡ mày thi rớt thì sao? Thì năm sau em thi nữa. Năm sau mày rớt nữa thì sao? Thì năm sau nữa em thi nữa. Mày rớt nữa thì sao? Thì như trên. Như trên nữa rớt nữa làm sao? Thì như trên nữa. Mấy hoài à, cứ nó thi hoài tới khi nào nó chết thì thôi đó. Trời đất ơi mày lì vừa thôi à. Dạ em khổ tâm ghê. Em nhưng mà tự nhiên sao Quang tốt như vậy? Làm gì mà Quang cho tiền rồi để đi thi? Dạ Quang thử sức em đó. Quang coi em có tài thật sự không đó. Quang ra một câu đối thôi, em đối được cái Quang cho em thi luôn.
bắt bà vô, bắt bà vô vậy bà ơi, bà táo đi, bắt bà vô. Im điệp hơn tiên nữ. Tất cả chú ý, tất cả chú ý. Ngọc Hoàng Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế.
nhan nhẹ.
bấm.
Nè, chơi cái gì vậy? Thấy, thấy. Trời ơi. Không. Bà Út đâu hả? Bà đứng lại cho tôi. Chết rồi, chị ơi. Hả, chuyện gì vậy, chuyện gì? Đừng Tiêu ơi. Gan ha. Bữa nay dám chạy ha. Chị Tâm. Anh Út. Chị giấu vợ tôi phải không? Chị trả con vợ ra cho tôi. Anh Út bình tĩnh đi. Anh Út qua đây có chuyện gì vậy anh Út? Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Bữa nay nó gan trời mà... Nó dám cãi tôi. Hả? Chị Út chị cãi? Cãi chuyện gì? Chuyện động trời. Tôi đi nhậu, tôi biểu nó nấu nước sôi một nồi liệt vừng, xong rồi thì bỏ vô tủ lạnh. Chờ tôi về tôi tắm phải mát xa. Vậy mà nó còn dám cãi. Rồi nó nấu sôi bỏ tủ lạnh làm gì? Thì đúng rồi, anh thiệt là vô lý. Chị Út không làm cũng là phải đó. Sao anh còn bắt chị làm gì? Hay quá Tâm ơi. Một tiếng ai dằn dặn tiếng giống vợ tôi dữ vậy? Chắc trời ơi, chắc anh sai quá thôi. Sai gì mà sai? Tôi nghe rõ ràng tiếng bốc. À, chị bên vợ tôi phải không? Tôi quậy nhà chị luôn á. Cái gì? Mày muốn quậy ai? Bữa nay ngon quá ha. Nhậu quậy ở nhà không đã, rồi qua tới nhà vợ chồng chú thím tám quậy ha. Để đó cho chị biết rồi. Chị bậy. Bây giờ làm gì ở đây? Chuyện này là chuyện nhà của tôi, không có liên can gì tới chị chân á. Chị thê ra cho tôi kiếm con vợ tôi. Không có vợ con gì ở đây hết trơn á. Tao nói mày đi nha. Ở đây một hồi là biết tay tao nghe. Chuyện nhà tôi mắc mới tới chị. Chị né qua bên đi. Bây giờ không về phải không? Không, tôi không kiếm nó, tôi không về. Mày đứng yên đó đi. Nói đây nè, đây. Cười lên cái coi, cười cái coi. Bên đây tắm nữa, bên đây tắm nữa. Rồi xong rồi đó. Ê Phan, sao chị chụp hình tôi làm gì? Chụp hình mày gửi lên công an phường chứ chị. Bằng chứng rõ ràng nè. Mày nhậu quậy nè, mày qua nhà người ta mày quậy đi nè. Giờ về không? Chị ha, chị ngon lắm á chị Bảy ha. Hai người hùa nhau hung dữ ăn hiếp tôi ha. Được rồi, chị chờ đó. Tôi qua nhà tôi biết anh Bảy. Xin lỗi chị Tài đây. Ờ, ơi. Còn chị Tám ha. Tôi kiếm anh Tám tôi mấy cảnh nè. Chị vậy? Chị nhiều chuyện. Chị giấu vợ tôi. Chị không trả vợ tôi. Tao gửi cho công an liền. Chị nữa. Chờ đó. Chờ cái gì hả? Mày làm gì ta hả? Mày làm cái gì? Đi về làm gì nữa hả? Ôi, coi xỉn coi cà, té vô hàng rào bây giờ á. Chị Bảy ơi, hình mà nãy chị gửi á. Chị gửi, đưa cho công an phường đi chị. Đi chị. Đưa đâu? Hình đâu đưa? Thì này chấm đi. Sao vậy? Nó xỉn đến mức độ mà cái điện thoại tao vậy mà tao chụp hình được hả? Có miếng hình nào trọng đâu. Gì? Trời ơi, em cũng quên nữa. Trời ơi, chết rồi. Dạ gốc trốn qua đây thiệt phải không? Dạ cô. Trời ơi, thấy không? Trời ơi. Về chưa chị? Về rồi. Trời ơi, chị ơi, sao mặt mày bầm hết trơn rồi, tím hết rồi kìa. Trời đất ơi. Trời. Đau quá chị ơi. Trời đất ơi, sao mà dữ thần vậy nè. Đau quá. Trời ơi, ngồi xuống đây coi. Làm cái gì mà nó quánh em dữ vậy? Đâu chồng em đâu có quánh em đâu chị. Chứ làm sao vậy? Ông ấy nha, em né đập đầu vô cái cạnh tủ tự bằng mà. Trời ơi. Chưa có quánh mà mặt mày bầm như vậy rồi. Nó mà quánh một cái nữa thì còn cỡ nào nữa. Bởi vậy á, hai cô làm cho chị rất là tức giận. Sao vậy chị? Sao chị? Hai đứa làm mất mặt phụ nữ quá chứ làm sao? Hả? Ủa? Mà có làm gì mà mất mặt chị? Không phải sao? Em á thì bị chồng ức hiếp chửi mắng tối ngày. Còn đó á, có phải mày bị chồng mày mắng tối ngày không? Chị, em khổ lắm chị ơi. Thằng chồng của em á, tối ngày ăn nhậu xỉn xài. Về nhà ông quậy còn không thì đánh đòn. Vậy mà em cũng phải làm thinh à. Chịu trận riết cái thành ra nó ghiền. Trời. Chết hơn thì biết phải làm gì. Không lẽ la làng mắc cỡ lắm chị ơi. Phải rồi đó chị, càng la là càng bị đòn. Bởi vậy mới nói các em vợ
không được phép xảy ra. Mình phải dùng gậy cho mấy nhà nó biết điều. Hay quá chị ơi. Làm quá làm chi vậy không biết nữa à. Nức quá mà ho chứ không gì chị, hết trơn. Chị nói chị giận tụi em là giận cái chuyện gì vậy chị? Em chị không hiểu. Tại sao mà lại để cho chồng mình nó đè đầu cởi cổ mình như vậy? Chứ biết làm sao bây giờ á chị? Trời ơi không biết làm sao hết à. Em không biết. Càng nghe càng tức giận. Thời đại bây giờ phụ nữ mình phải biết tự bảo vệ mình. Dạ. Mình có bảo vệ được mình thì mình mới có sức khỏe. Dạ. Có hạnh phúc để mình lo cho gia đình, lo cho con cái. Mình cực khổ quá mà. Bằng cách nào đúng chị không? Bây giờ á, mình phải dùng lên. Chẳng hạn như bây giờ nè, em phải để ý từng cử động của chồng mình. Ví dụ như bây giờ thấy nó chuẩn bị nhậu về, nó chuẩn bị quánh mình, thì mình phải làm sao? Làm sao chị? Đừng để nó quánh mình. Hả? Bằng cách là quánh lại nó trước.
tống cổ rồi. Bảy mới qua chơi.
nhà tôi.
sai, thật ra tôi đâu có sai. Tại miếng môi ngon làm cho cái miệng nó thèm. Tại thằng bạn tôi quá vui nên tôi mới uống. Tại cô chủ quán bán rượu thiệt quá dễ thương. Buổi sáng bia lon bia ngon mình chơi mấy lon. Trưa trưa nắng lên lai rai tươi mát một thùng. Buổi chiều buồn hiu liêu riêu ta chơi một lít. Nhậu luôn tới sáng chiên hú ơi say chén men nồng. Vô ta uống càng ly buồn chi vui đi bạn hiền. Ta uống hết đêm nay ngày mai rồi ta nhậu tiếp. Nhậu hết đêm này nhậu tiếp nhậu liếp ba ga. Vô ta uống càng ly buồn chi vui đi bạn hiền. Đời trai xá chi cho ngon bằng ly rượu đế. Uống cạn ly này đông đầy tình nghĩa đệ huynh. Vậy thì ta cứ nhậu đi, rượu ngon cạn chén. Uống cho quên đi sự đời. 1, 2, 3, vô. Vô, 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 vô. Trước lạ sao quen nha. Vô, 1, 2, 3, vô. Chơi luôn. À, đã quá, này vừa quá. Em ơi, chủ quán, chủ quán. Dạ. Dạ. Ủa? Anh kêu phục vụ mà. Hả? Anh kêu phục vụ mà. Thì em phục vụ đây nè. Bộ mặc đồ lè lẹt quá vậy. Cái năm này hồi Tết năm ngoái má mua đó mà chưa kịp mặc cho nên là hôm nay lấy ra mặc. Có bộ một bà, có bộ một bà. Có bộ để dành đó. Đầu quá ha. Em. Dạ. Cho anh mượn cái menu đi. Không, anh đừng có lo, cái quán thấy vậy đó, thấy là quán gỗ rồi, ghế gỗ rồi. Chứ thật sự là cái quán này bán đồ ăn cao cấp không à. Không có cái me chua gì của anh mới kêu đâu. Có đâu. Có. Ủa, quê quá mày. Hả? Cái menu. Thì em ở quê mà, em đâu có ở đây đâu, em lên anh, em làm. Tại diễn sâu quá anh. Hả? Sâu xa xôi quá. Cái menu là cái thịt đơn á, mà bánh bèo ơi. Thịt đơn hả? Ừ. Bèo này thiệt mệt ghê. Em đốt em nuốt rồi. Tại vì em thuộc hết trơn à, không có cần giữ nữa, cầm mỏi tay lắm mà. Như vậy mình phục vụ khách không có được. Nên là bây giờ mấy anh kêu cái gì đây là em kể nó luôn á, từng hương vị của từng món luôn á. Có cái gì, có cái gì, có gì, chưa biết cái gì, vậy 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 là em bỏ vô một lượt. Là ra món ăn thì không cần là có menu. Bây giờ nè, dạ. Em nói em thuộc đúng không? Dạ. Bây giờ quán có cái gì em thử nói em nghe coi. Dạ, rồi vỗ tay cổ vũ em đây cổ. Dạ, dạ. Cổ vũ em đây. Cái quán của em trên rừng dưới biển, tất cả đều gồm hết trong cái quán này. Hết. Hết rồi. Ngắn ngủn vậy? Cái gì mà nó ngắn ngủn, nó đoạn hậu vậy em? Không đoạn đâu, thấy nó hai câu mà nó chứa hết tất cả những quán ăn trong này. Trên rừng là cái bì thịt rừng, dưới biển là gì? Hải sản, tất cả đều có trong quán này.
tao sẽ báo mày.
Không ưa sao cứ gặp hoài vậy? Ngươi tưởng tao ưa ngươi sao? Tao cũng không hề ưa ngươi. Vậy sao cứ lựa chỗ lầu xanh là ngươi vô chung với ta là sao? Ủa, tao thích lầu xanh, ngươi thích lầu xanh là cùng sở thích đàn ông thì thích lầu xanh thôi. Đàn ông cùng với đàn bà quanh đi quẩn lại cũng là lừa nhau. Lừa nhau rồi lại kêu đau rồi lại tìm nhau để lừa. Thôi mệt quá, tụi ông đâu? Tụi ông đâu rồi? Dạ, có ngay. Dạ em là chủ quán này đây thưa khách quan. À. Dạ chào hai vị khách quan. Tụi ông à? Dạ. Ta ngồi chỗ nào? Dạ. Quán em mấy ngày nay bị càn quét quá cho nên còn có một cái bàn. Ai ra giá cao thì người đó sẽ được ngồi. Ai ra giá thấp thì người đó sẽ bị đứng. Dạ. Vậy thì ta trả 100 lượng. 100 lượng. 300 lượng. 300 lượng. 500 lượng. 500 lượng. 500 lượng. 500 lượng lần thứ nhất. 500 lượng lần thứ hai. 500 lượng lần thứ ba. Gút giá 500 lượng. Ủa? 500 lượng. Đây 500 lượng. Dạ rồi. Hai vị khách quan sẽ ngồi chung một bàn. Hả? Không, trời đất ơi. Nghĩ sao mà ta ngồi chung với hắn? Trời không chịu đất, đất không chịu trời. Ta không bao giờ ngồi chung với hắn. Đúng vậy, ta cũng không chịu ngồi chung với hắn. Ta đứng. Ta cũng đứng luôn. Vậy thì để ta ngồi. Ừ, ngồi đi. Nói thiệt nó kỳ vậy. Ê, như, nó sai sai cái gì phải không? Không sai mà quá sai luôn. Mình đưa tiền cho ông ngồi làm sao vậy ông? Tránh ra. Trả 500 lượng đây. Vậy hai người có chịu ngồi chung không? Chịu. Sit up, Lee. Thank you. You're welcome. Thank you. Give me your mother. Hiểu không? Cảm ơn là đưa tiền cho tôi. Rồi, hai vị khách quan. Mỹ nhân của quả nhân đâu? Mỹ nhân số 1 xuất hiện. Em là Dương Thúy Dụ, em xin kính cẩn chào hai tráng sĩ tươi xanh. Đẹp quá. Ta xin chào mỹ nhân. Chào mỹ nhân. Ồ, mỹ nhân đẹp quá nhưng mà hơi mập quá. Nhìn nó hơi thái quá chút. Mỹ nhân gái già. Ê biểu tráng sĩ, cho thiếp mạn phép hỏi tráng sĩ, thí dụ mà ở nhà tráng sĩ gặp bà ngoại của tráng sĩ thì tráng sĩ có gọi bà ngoại tráng sĩ là gái già không? Không, quá hổn. Tại sao có thí dụ kỳ cục vậy hả? Thế em thí dụ mà. Nhưng thí dụ không có thú vị gì cả. Tại vì em tên là Dương Thí Dụ cho em với thí dụ. Trời đất ơi, nó là nó thí dụ không à? Em hỏi tráng sĩ nè, tráng sĩ đi đến bất cứ một cái nơi nào mà người ta đờn ca hát sướng như vậy nè, gặp những cái mỹ nhân như tụi em vậy nè, mà tráng sĩ cứ cà nhoi như vậy đó, rủi á, mà tráng sĩ bị đòn, tráng sĩ bị đánh thì tráng sĩ thấy như sao? Ai dám đánh ta? Ai dám đánh ta hả? Đánh chết rồi là ai đánh ta? Dám đánh ta hả? Dám đánh ta hả? Là em thí dụ. Thí dụ không có thú gì, giờ thí dụ nữa. Tại vì em tên là Dương Thí Dụ, cho em lúc nào phải thí dụ. Tức quá rồi, thí dụ hoài à? Thí dụ mà ông voi làm bị đánh đó. Trời ơi, cái này nó thí dụ là ông bị đánh thôi. Thí dụ đánh thiệt, thí dụ hồi nào? Trời, em đã nói với anh á là em đương hỏi anh là em thí dụ mà anh nhoi mà anh bị đánh vậy là anh tức không? Đánh thiệt mà, đánh thiệt nào, thí dụ hồi nào? Đánh thiệt hồi nào? Trời đây nè, ta nói ta thí dụ á. Đánh thiệt rồi, trời ơi. Nói nghe, còn nhoi nữa là còn bị thí dụ nữa đó. Thôi. Đau vừa đủ dùng rồi. Dạ hai khách quan có chịu mỹ nữ này không ạ? Đối với ta, mỹ nữ này rất đẹp, rất dễ thương, rất duyên dáng, nhưng so với ta hơi cứng. Nghĩ sao có duyên dáng vậy trong giờ, trời ơi, giữ với bà chăng vậy đó. Vừa đủ dùng. Nếu như mà ta ngồi với mỹ nữ thì chẳng khác nào người ta nhìn vô là phi công lái máy cài. Cho nên ta xin phép
chắc không ngồi chung với nàng. Không chịu kìa. Không chịu thì bà lui cung đi. Bà ra bà cứ thí dụ rồi bà đánh khách hoài. Thôi lui cung đi bà. Đi vô luôn đi. Trời ơi, trời ơi, mỹ nhân gì thấy ớn vậy ông nội? Dạ, nếu mà hai khách quan không đồng ý cái mỹ nữ này thì ta có một mỹ nữ khác. Đúng rồi, phải lấy một mỹ nữ khác đi. Mỹ nữ nhỏ nhắn hơn. Mới ra ta thấy nó sai sai, nó lỗi lỗi sao á. Mỹ nữ mà phiên bản lỗi, phiên bản sai trầm trọng luôn à. Dạ, vậy thì mỹ nữ số 2, ra đi em. Ôi đẹp quá, đúng là mỹ nhân của quả nhân đây rồi. Dạ, em xin cúi đầu chào hai tráng sĩ. Ôi lịch sự lễ phép quá, thương quá. Phiên bản này không sai và cũng không lỗi. Ta xin chào mỹ nữ. Chào mỹ nhân. Em xin cúi đầu chào hai chàng. Trời ơi, mùi mùi kiểu đâu vậy? Trời ơi, mùi kiểu đâu vậy? Trời ơi, mùi gì mà mình nghe mùi là thấy tới rồi. Khép lại. Ông hả? Ông phơi kiểu hả? Nhận làm kiểu anh hết hả? Dạ. Hai khách quan lúc nào người của nó cũng toát ra cái mùi kiểu hết. Nàng vừa bung cánh ra, tao muốn hát bài đến rồi đến trong tim mọi người. Sao chàng ơi, chàng có thích em không? Không cần đến ngày Tết mới có kiểu đâu, mà đối với em, nếu chàng ở gần em, ngày nào cũng là Tết. Bởi vì lúc nào, giờ nào, phút nào em cũng có mùi kiểu. Ai? Đừng khép lại. Ta rất thích hình nền của nàng, nhưng thực sự là chưa đến Tết cho nên ta không muốn ăn kiệu. Dạ, hai khách quan có chịu mỹ nữ này không ạ? Tiễn khách. Thôi tiễn vào. Thật sự là bây giờ ta chưa thích ăn củ kiệu. Thôi đi vô đi. Bề ngoài sắc sảo thế thôi nhưng trong nội thất ngặt mùi làm sao. Đi vô khép lại. Vậy thì em vô hả? Đi vô đi. Dạ, một lần nữa xin hai tráng sĩ, em xin phép được lui. Vô đi. Trời ơi, ô nhiễm môi trường quá rồi. Trời ơi, đừng múa nữa. Ôi trời, hết chị. Sao ta thấy hình như là ông thu gom toàn là phiên bản lỗi, phiên bản nó sai không vậy? Trời, ông gom rồi cốc ổi miếng ghim đâu vô không vậy ông nội? Mỹ nữ số 3 xuất hiện. Là tuyệt vời. Thơm quá. Dạ, em tên là Dương Thúy Kiếu. Em xin chào hai anh. Dạ.
gì? Con cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ cho vợ chồng con ăn nên làm ra. Con cảm ơn. 2 3 4. Cái tướng ngồi đếm tiền thấy ghét rồi. Trời ơi. Trời ơi ông ơi. Tiền mới tiền gì mà nó dày. Mới cứng trời ơi. Tao nói cạo râu ông còn được. Nhẹ nhẹ của chừng nước tay á. Trời ơi, ai vợ chồng làm giàu mà làm giàu cái kiểu này thiệt á. Sướng. Công nghệ thời buổi bây giờ, internet cái gì ba cái đồ Facebook mà nó giúp mình quá trời quá đất luôn. Bây giờ tôi tính vậy nè. Tôi nói ông nghe, từ cái ngày mà hai vợ chồng mình cứ giả nghèo giả khổ, quay cái clip quăng lên Facebook cho số điện thoại, người ta gửi tiền về Hà Rầm. Tính vậy nha, đợt này bà bệnh đi, đợt sau tới tôi bệnh, tôi bị gia cốc, chắc cũng nhiều tiền lắm. Tôi mà mỗi lần bệnh á, tôi phải thuê người ta hóa trang lên cho nó giả bệnh. Không vậy. Còn cái mặt ông á, khỏi cần hóa trang. Đó, nó đỡ tốn kém. Nhìn ông là tôi thấy nó bệnh nặng luôn à. Mà mặt nó lủng, tao nói như hố trong vậy đó. Mà ông nhận nhờ cái mặt hai vợ chồng mình nó nghèo khổ vậy. Mình xin được biết bao nhiêu tiền về mới có được nguyên cái cơ ngơi bự chà bá lửa vậy luôn. Theo nhà cao cửa rộng. Sắp con tới là... nha, tôi tính rồi nha. Kiếm nhiều tiền cái là mình xây cái nhà này lên thành một cái cao ốc luôn. Cái building luôn, ở dưới mình cho thuê hết. Ở dưới cho thuê, mình ở trên. Ở trên sân thượng, mình ở trển. Mình đi tới đi lui bằng trực thăng luôn. Nhưng mà mình phải mua một cái nhà nhỏ nhỏ nghèo nghèo đợt sau tới tôi bệnh. Không, không có cần nhà nghèo nghèo nhỏ nhỏ gì hết. Mỗi lần cứ bệnh hoạn là ra đường nằm dài để cho tôi. À dạ. Không, bây giờ đừng nói chuyện bệnh hoạn, bây giờ mình nói đến cái chuyện chia tiền đi. Mèn ơi, tiền nhiều quá không biết sao chia, ngồi để điểm lại. Hay quá ha. Ngồi đó chia tiền ha. Hên à, tôi để quên cái áo tôi qua tôi lấy. Tôi mới thấy được là vợ chồng mấy người ngồi ở đây chia tiền. Chia tiền mà sao không kêu tôi vậy? Hả? Dạ. Ủa bộ định ăn chặn một mình sao vậy? Hả? Dạ. Dạ. Không phải. Cái này là mới đợt 1. Tới chừng nào tới đợt 2, đợt 3 mình cộng thôi, lại. Thôi đi, đừng có cộng, cộng rồi biết chừng nào. Bây giờ đợt nào chia đợt đó giùm tôi. Chỉ qua tới nơi rồi giờ mình phải chia. Thôi được rồi. Bây giờ tụi em cũng đã có một cọc tiền này. Thì thôi để chia cho chị. Đây. Có 2.000 tiền lẻ gì cầm giùm em được không? Cầm lại cho má. Hả? Nghĩ sao đưa tôi 2.000 vậy? Thì cái công mà mình bót lên. Nè thôi nha. Hợp đồng ký rõ ràng nha. 5 năm nha. Thôi bà quá bà. Ba người chia ba, tự nhiên cái đâu ba người chia 5 năm mà chia sao chia? Người ta bệnh cực khổ lắm chứ bộ. Tôi xin lỗi mấy người.
Hai người bệnh cực khổ vậy, tôi post status lên trên Facebook của tôi mà không cực khổ hả? Nếu mà không nhờ có status của tôi thì làm sao mà người ta biết đến mấy người hả? Xin lỗi mấy người, cái Facebook của tôi là biết bao nhiêu người like, cả 1.000, 2.000 người like, cái lượt like nó vô kể lắm chứ bộ à. Nhưng mà tôi cũng xin lỗi chị à. Vợ chồng tôi phải đóng xin lỗi mà làm cái gì thôi như vậy. Bệnh của bà bây giờ người ta bệnh, người ta bệnh ngày rồi, nào người ta cũng mới phải cho quá trang. Trời ơi, tao nói nắng nó ăn vô da, bây giờ cái mặt tôi nó xấu quắc luôn rồi, chị thấy không? Bây giờ không nói nhiều, bây giờ không chia 5 năm đúng không? Tôi sẽ lên trên xì ta tốt của tôi đăng là mấy người lương gác. Để coi cái lúc đó mấy người ăn mày thiệt. Thôi thôi để khỏi đi chị khỏi đi. Để em chia 6-4 luôn, tụi em 4 chị 6 được chứ chị. 5 năm. À 5 năm hả? Chị 8 sòng thẳng, tôi biết tánh hả? Chị 8 sòng thẳng, 5 năm hả? Ủa sao người vậy? Chia nhiều, chia nhiều. Thôi giờ bỏ đi. Thôi mà bỏ đi coi như mình quên đi chị. Người lớn ăn rồi. Bỏ đi sao bỏ mới được. 5 năm hả? 5 năm. Bỏ 5 năm. 5 năm. Ngu dữ trời trời. Ngu quá trời. Dạ, đó 5 năm. Đây. Gì đó, 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 rồi đó, ha. Bằng nhau rồi đó. Đó, rồi chị cầm đó đi. Bởi vì mấy người thì không có biết gì hết trơn trời á. Tôi á là tôi bó lên xì ta tút của tôi là tôi cực khổ lắm. Tôi là hằng nga tái thế mà người ta theo dõi tôi là theo dõi những cái điệu múa hoành tráng của tôi, hiểu không? Dạ. Tôi múa đẹp người ta theo dõi, tôi trị bệnh cho người ta. Dạ, cuộc đời của em cũng chưa thấy người nào mà coi bói mà giàu như chị á. Trời ơi, chị bóc lột trên cái sức lao động của tụi tôi, ta nói hột sàng ba đeo mà tao nói hả, cái cổ ba nặng trĩu luôn mà tai ba đeo. Tao nói đá, tao nói dài vậy nè. Thôi đi về à, để quên cái áo. Giờ qua lấy cái áo xong rồi chia tiền rồi đi về. Quên cái áo chi rồi tự nhiên mắc công chi đâu ra bực bội muốn chết luôn vậy đó. Hên quá bà không thấy tiền đô đâu. Dạ chào chị. Ừ. Chị cho tôi hỏi, đây có phải nhà của anh Tư Cao không ạ? Tư Cao? Có người kiếm kìa. À vậy chị là chị vợ hay là chị là mẹ của anh Tư Cao vậy? Không, vậy không có liên quan gì Tư Cao hết trơn á, bạn thôi à. Ủa, bạn. Anh dạ. Đây, tôi Tư Cao. Dạ, chào anh. Dạ. Dạ. Anh này là anh Tư Cao hả chị? Đúng rồi, Tư Cao đó. Dạ, dạ anh, em vợ Tư Cao. Đây, vợ Tư Cao. Dạ. Vợ tôi. Ủa sao hai anh Tư Cao trong hình Facebook thấy ảnh cao lắm mà sao? Trời dạ. Ơi, kéo dò lên mấy hồi trời ơi, bây giờ có phần mềm đó mà. Bây giờ Facebook nó kéo dò lên. Ủa chị là vợ anh Tư Cao hả? Vợ tôi, vợ tôi. Tư Cao. Ủa sao nghe nói chị bệnh nặng mà ta? Dạ thì đúng rồi, em bệnh nặng lắm mà. Trời ơi, vợ ơi, đừng làm anh sợ mà vợ ơi. Thôi nữa đi. Xin hỏi chú em đây là gì? Tôi là bên cái người mà nhóm làm từ thiện. Tôi là đại diện ở Việt Nam. Bạn bè của tôi ở bên nước ngoài có gửi tiền tôi là nói là nhờ tôi làm từ thiện. Tôi có lên trên mạng internet đó, tôi vô cái trang cá nhân của chị đó, tôi thấy là chị đăng cái gì đó, có ai đăng cái gì đó hình như là chị nè. Dạ em là Hằng Nga. À, chị là Hằng Nga gì đúng không? Dạ đúng rồi, em là chị Hằng đăng, Nga. Chị nói là đây là hoàn cảnh rất thương tâm. Tôi nghiệp rồi. Anh ơi em bệnh quá. Nè bình tĩnh. Con có bị cái gì đi nữa thì đi khám bác sĩ. Mà bác sĩ đã nói rồi, bó tay rồi đúng không? Trời dạ, bác sĩ bó tay rồi, con bệnh nặng. Rồi đi khám hết toàn bộ các cái bệnh viện lớn ở Sài Gòn mà không phát hiện ra bệnh của vợ em. Bây giờ không biết sao mà ba ho tối ngày. Trời ơi! Máu luôn nè, máu. Như vậy là con trở bệnh nặng lắm rồi đó, vợ Tư Cao. Chị còn bị gì nữa không vậy chị? Dạ. Em còn bị. Đúng rồi. Trời ơi, không phải gì. Một đêm ngủ cứ lăn vòng hoài à, không có ngủ được. Lăn vòng vòng hả? Lăn đi má. Trời ơi. Lăn, trời ơi, có biết tưởng lâu quá. Lăn lộn. Rồi nhiều khi ba đập đầu nữa, ba không ngủ được, ba đập đầu. Đừng đập. Thương lắm, tội dữ lắm. Mà nói một hồi ba chết thiệt bây giờ. Trời ơi, đừng đập nữa, người ta biết rồi mà. Tội không? Bởi vậy chú em cứ nói với những người nào làm từ thiện của chú em đó, cái nhóm đó đó, giúp đỡ cái gia đình này đi, gia đình này tội nghiệp dữ lắm. Ủa rồi, bây giờ chị ơi, chị Hằng Nga gì đó, chị ơi, chị nói là chị chữa bệnh được mà sao chị không chữa bệnh cho chị Tư Cao đi? Phải chữa chứ, tại sao lại không? Hôm nay tôi qua đây là để chữa bệnh cho vợ Tư Cao mà. Ôi vậy thì hay quá, chị ơi, chị giúp giùm cho vợ của anh Tư Cao đi chị. Bây giờ bác sĩ bó tay rồi, cái này chị cứ chữa đi, bao nhiêu tiền tụi tôi trả cho. Nhờ ơn trên thôi.
Rồi lấy đồ nghề, lấy áo. Chị chữa đi, chị chữa đi rồi bao nhiêu tiền cô trả cho. Này đây này, chị. Chị ơi, cứ ngồi yên đó. Anh chị thông cảm cho tôi ghi hình lại để tôi quăng về bên kia để cho mấy bạn tôi xem. Ê! Cái gì đó? Làm cái gì đó? Dạ em ghi hình lại. Nè, khoan đã. Ghi hình đúng không? Dạ. Lượt Facebook bao nhiêu? Tôi like cao không? Dạ khoảng được 7 like. 7 like là 7 người bạn thân của tôi bên nước ngoài á, 7 người đó là triệu phú đó chị. Được. Cứ đưa like lên trên Facebook đi, xong rồi share cái clip qua cho tôi nữa. Dạ nha. Bây giờ tôi thêm được một người bạn là 8 like rồi. Đúng rồi, được đó, rồi. Dạ bây giờ tôi xin phép ghi hình lại nha. Dạ ghi hình lại đi. Ghi hình lại đi đó. Bệnh này. Nặng dữ lắm rồi. Chị Tám ơi, ráng chị bệnh giùm cho vợ em nha chị Tám. Giúp đỡ chứ, trời ơi, mình là người sao hôm ông trên cho tôi được có cái khả năng là mình giúp đỡ được. Bây giờ anh quay hai vợ chồng em trước đi. Dạ, anh quay hai ba mấy má có yên lặng để cho người ta chữa bệnh không? Dạ, em phải ghi hình chứ cận cảnh cho mấy gái bệnh. Thôi được rồi, để chị tám chị. Trời ơi, chị ho văng vô điện thoại tôi hết chị. Phải ho vậy người ta mới thấy mình bệnh chứ. Dạ. Bây giờ mình ơi, mình ngồi xuống đây đi để chị tám chị ngồi xuống. Bị bệnh mà nhoi quá. Bệnh phải nhoi. Ngồi xuống mới lấy được. Ngồi xuống đây nè. Ủa, ngồi xuống đó hả? Thế người ta chỉ bệnh cho mà. Ủa, anh chị cãi nhau chuyện gì vậy? Không, tại vì không hiểu được. Chị nói chị này bệnh nhoi là bệnh sao chị? Dạ không có, đang bàn cái bệnh bớt nhoi. Không phải. Im đi, đừng nói nữa. Im lặng luôn đi nha. Từ đây cho tới cuối cùng im luôn đi. Mở nhạc đi ba, nghĩ sao mà mở nhạc vậy? Ủa là nói nhỏ nhỏ gì vậy chị? Không, kêu mình mở nhạc lên để mình trị bệnh. À là chị nhập xác về. Dạ, đó hả chị? Đúng rồi, Hằng Nga tái thế. Dạ đây chị Hằng Nga. Chị ba rớt cục rồi. Rớt cái cục này luôn. Dạ đây. Ba rớt cái cục này luôn. Tám ơi.
vậy? Ông nội nói chí lý quá.